Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam và Hương Giang xin trân trọng chào quý vị, và sau đây chương trình tin tức giữa giờ Radio Phú Đêm. Radio Phú Đêm phát thanh từ 1 giờ đến 5 giờ trên làn sóng mạnh nhất Bắc California 1500 AM, từ 1 giờ đến 5 giờ chiều và từ 9 giờ đến 11 giờ tối. Chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi tin tức thời sự trong ngày. Xin mời Hương Giang bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả đang theo dõi Radio Phố Đêm bản tin cuối ngày, mặc dù chưa đến hết chương trình phải không anh Nam? Và việc quý vị thấy là ngày hôm nay anh Nam không có hỏi Hương Giang là hôm nay bản tin nào là bản tin mà Hương Giang sẽ là bản tin hot nhất mà sẽ được Hương Giang loan đến quý vị đầu tiên. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký dự luật chế tài Nga, Bắc Hàn và Iran. Trước đây thì dự luật này đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua với một cái số phiếu thuận áp đảo, và vào ngày hôm nay thì Tổng thống đã chính thức ký dự luật này để có thành để được có thực thi. Thưa quý vị, và như Hương Giang đã loan trước đây thì dự luật này ngoài những cái biện pháp chế tài Nga liên quan đến việc Nga nhúng tay vào Ukraine và cũng như Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, thì còn có chế tài cả Bắc Hàn và Iran về các chương trình hỏa tiễn đạn đạo ở đây. Và thưa quý vị, nhưng mà chủ yếu cái dự luật này là nhằm chế tài Nga thì đúng hơn. Và trong đó có một phần rất là quan trọng, mà chính phần này đã đưa ông Donald Trump vào một cái thế rất là khó xử trong những ngày vừa qua. Đó là Quốc hội, cái dự luật này là nhằm hạn chế cái quyền hành của Tổng thống. Thưa quý vị, tức là Tổng thống không có quyền được tự do là có thể gia giảm thêm, có thể gỡ bỏ những cái chế tài này hoặc là giảm những cái chế tài này lại. Mà Tổng thống muốn làm như vậy thì Tổng thống phải thông qua Quốc hội, phải đệ trình lên Quốc hội một cái giải trình, là một cái giải thích là lý do tại sao. Rồi sau đó thì Quốc hội sẽ có thời hạn là 30 ngày để đem ra xem xét và thẩm định cái yêu cầu của Tổng thống. Và khi mà ký cái dự luật vào sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump cũng tỏ ra không vui, và ông cho rằng là cái quyền hành pháp của ông khi mà thực hiện chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đã bị xâm phạm, và đây là cái điểm mà lâu nay đã khiến cho ông Donald Trump gặp rất là khó khăn. Bởi vì nếu như mà Tổng thống Donald Trump không có ký cái dự luật này thành luật với cái tỷ lệ số phiếu thuận rất là áp đảo, kể cả ở Hạ viện và Thượng viện như vậy, thì ông cũng sẽ có vấn đề, nhất là khi cái cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, và liệu có hay không cái sự phối hợp thông đồng giữa ban vận động tranh cử của ông Donald Trump với Nga. Thì cái cuộc điều tra này, Hương Giang vẫn nhắc đi nhắc lại, nó ngày càng càng rộng hơn, càng sâu hơn. Mà nếu như mà Tổng thống Donald Trump không có ký cái dự luật này thành luật thì sẽ có nhiều cái nghi vấn đặt ra ở đây. Và nếu như mà ông ký thì ông cũng băn khoăn, bởi vì chúng ta biết rõ ràng là Tổng thống Donald Trump đang muốn cải thiện cái mối quan hệ với Nga, nhất là sau cái cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra tại hội nghị G20 ở Đức vào tháng trước, thưa quý vị. Và ngay sau khi mà Thượng viện và Hạ viện thông qua cái dự luật này, thì về phía Nga, mặc dù cái dự luật này chưa được ký chính thức thành luật, thì phía Nga họ đã có những cái biện pháp trả đũa. Chúng ta còn nhớ là hồi mà Tổng thống Obama, hồi cuối tháng 12, Tổng thống Obama đã có những cái biện pháp chế tài đối với Nga sau khi mà các cơ quan tình báo khẳng định, xác nhận được là Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Thì vào lúc đó, Tổng thống Vladimir Putin tỏ ra rất là yên ắng một cách bất thường, bởi vì Nga luôn luôn có những cái biện pháp trả đũa ngay lập tức. Và sau này thì chúng ta biết được sở dĩ Nga yên ắng như vậy là vì lúc đó cố vấn an ninh quốc gia là ông Michael Flynn, và lúc đó đã gặp gỡ đại sứ Nga và đã trấn an là hãy bình tĩnh và chờ xem, bởi vì khi mà Tổng thống Donald Trump vào nhậm chức thì tình hình có thể sẽ thay đổi. Và thưa quý vị, bây giờ Nga trong suốt thời gian vừa qua, trong 6 tháng thời gian vừa qua, thì có lẽ họ đang cạn kiệt dần cái sự kiên nhẫn. Và trước cái lệnh chế tài này thì Nga đã trả đũa ngay lập tức, họ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Nga, và họ đang đòi lại những cái cơ sở ngoại giao của Nga.
Và vào sáng ngày hôm nay, khi mà sau ngay sau khi mà Tổng thống Donald Trump ký dự luật này thành luật, thì Thủ tướng Nga đã tuyên bố đây là một cuộc chiến về thương mại, đây là một cuộc chiến thương mại toàn diện. Và ông ta nói là cái hy vọng mà mối quan hệ giữa hai quốc gia được cải thiện đã chấm dứt. Đây là lời từ Thủ tướng Nga. Trở lại bên nào. Kính thưa quý vị, có thể nói là cái luật này đó, nó trái với cái hướng, cái tầm nhìn cũng như cái định hướng ngoại giao của Tổng thống Donald Trump và chính quyền của Tổng thống Trump. Có thể nói cách mà không sẽ sai là ông Donald Trump đã miễn cưỡng phải ký vào cái dự luật này thành luật. Thứ nhất, bởi vì quốc hội đã bỏ phiếu gần như là đồng loạt, đồng nhất, tuyệt đại đa số để mà thông qua dự luật này. Và gần như block, ngăn chặn lại cái việc mà phủ quyết từ Tòa Bạch Ốc. Cho nên ông Trump ký cái, đành phải ký cái luật này. Cái thứ hai nữa đó, ông cũng có nói cái là ông ký cái này để bày tỏ sự đoàn kết của nước Nga, đoàn kết với người dân Mỹ, đoàn kết, xin lỗi, đoàn kết với cái đại diện cho người dân Hoa Kỳ, gồm hai đứng viện Quốc hội Hoa Kỳ là Hạ viện và Thượng viện. Tuy nhiên, cũng trong cái bản tin, các bản tin đưa đi ngày hôm nay, thì có những lý do sau đây mà Tổng thống Trump đã miễn cưỡng ký cái luật này. Thứ nhất, ông ta phê bình cái luật này. Và thứ hai, ông ta giễu cợt những cái người tác giả ở tại Quốc hội để viết cái luật này, bởi vì ông ta cũng đang định hướng cái chiến lược ngoại giao là cải thiện cái mối quan hệ với Moscow. Cái luật này mang cái tên là chống lại những kẻ thù của nước Mỹ qua cái luật và trừng phạt, là cái luật chế tài. Thì cái luật này nó không phải chỉ có phía bên Tổng thống Trump miễn cưỡng, mà cái luật này còn bị phê phán rất nhiều về châu Âu, từ phía châu Âu phê phán rất nhiều hướng gian, tại vì châu Âu cũng rất là quan ngại sự căng thẳng này không có lợi cho Âu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, bởi vì Nga thì là một cái nhà cung cấp năng lượng rất là mạnh cho phía châu Âu. Ông Tổng thống Trump cũng nói là cái luật này nó có những cái khuyết điểm rất quan trọng, significantly flawed, một cái chính sách đầy khuyết điểm quan trọng. Và ông Tổng thống Trump cho rằng cái luật này nó có thể có cái đe dọa làm thiệt hại cái mối, cái chính sách của Mỹ về ngoại giao, và thậm chí cái luật này đã có những cái điều khoản mà rõ ràng là phi hiến pháp nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng như chúng tôi đã thưa chuyện cùng quý vị trong một vài ngày trước đó, là cái luật này đối với Tổng thống Trump là một cái luật có thể nói rằng nó giống như lưỡi gân gà của Tào Tháo, chuyện gân gà Tào Tháo nhả ra không được, mình nuốt vào cũng xong, mà gọi là ký cũng không phải thấy thoải mái, và không ký thì cũng không được. Cho nên cái luật này nó có thể ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của Nga Mỹ và đẩy cái mối quan hệ của Nga Mỹ vào cái điểm thấp nhất của đó kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Như vậy thì Mỹ tiến hành, thậm chí Tổng thống nói là ông cũng không có ý định mà enforce cái luật này một cách mạnh mẽ nữa, là tiến hành thực thi cái luật này một cách mạnh mẽ nữa. Trên cái bộ luật mà nó ra, nó có nhiều cái phía quốc hội thì đồng tình, mà phía chính phủ thì cảm thấy nó đi ngược lại cái định hướng ngoại giao, và kể cả bị châu Âu chỉ trích, và kể cả đặt chính quyền của Tổng thống Trump vào cái thế lưỡng nan với Nga, bởi vì Tổng thống Trump cũng muốn cải thiện mối quan hệ của Nga và đặc biệt hợp tác về những vấn đề lớn với Nga trên toàn thế giới, thì cái luật này nó sẽ đẩy có thể Nga Mỹ vào cuộc chiến tranh ngoại giao mới. Trở lại hướng dẫn thưa cô. Dạ thưa anh Nam, thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump tuyên bố là ủng hộ một cái dự luật được hai vị thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đưa ra, đó là thượng nghị sĩ Tom Cotton ở tiểu bang Arkansas và thượng nghị sĩ David Perdue ở tiểu bang Georgia. Và cái dự luật này nhằm cắt giảm cái số lượng người
di dân vào Hoa Kỳ hợp pháp, thưa quý vị, hợp pháp chứ không phải là bất hợp pháp, và giảm cắt xuống khoảng còn khoảng một nửa trong vòng một thập niên tới. Và ông Donald Trump đã lập luận rằng, đã lập luận là Hoa Kỳ trong rất là nhiều năm qua đã đưa một cái lực lượng người di trú mà low skill đó, không những cái có những kỹ năng tay nghề mà thấp đó, vào Mỹ trong một thời gian rất là dài. Đây là một trong những cái lập luận mà ông Donald Trump đưa ra để ủng hộ cái dự luật này. Và thưa quý vị, nếu như vậy thì nếu như mà cái dự luật này, tất nhiên thủ tục thì nó còn kéo dài lắm, nào phải đưa ra, nào sẽ được bỏ phiếu, được thông qua, rồi sau đó tổng thống ký thành luật, thì cái thủ tục này nó sẽ kéo dài rất là lâu. Nhưng mà theo cái dự luật được đề nghị được ông Cotton và ông Purdue đề nghị, thì cái dự luật này nó sẽ, nếu như được thông qua, thì sẽ giảm, nhìn chung là sẽ giảm cái số lượng người di dân hợp pháp, tức là được những cái người mà đến định cư tại Hoa Kỳ theo những cái chương trình bảo lãnh đó, thì sẽ giảm 41% trong năm đầu tiên và giảm 50% năm thứ 10. Thì đây là cái dự luật mà mới được đưa ra và được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn ủng hộ. Và tuy nhiên vào sáng ngày hôm nay tại cái buổi họp báo ở nhà, ở tòa Bạch Ốc, thì anh Nam biết và quý vị biết là đã diễn ra một cái không khí rất là căng thẳng, khi mà cố vấn, một trong những cố vấn được xem là những cố vấn cao cấp của ông Donald Trump là ông Stephen Miller. Và ông Stephen Miller khi trình bày cái dự luật này, đưa khi mà trả lời các ký giả, thì đã có những cái giây phút mà đối đầu căng thẳng với tờ New York Times cũng như là với ký giả của CNN về cái vấn đề này. Trở lại với Nam. Có một bản tin ngắn trước khi chúng tôi vào, mời quý vị vào bản tin quan trọng ngày hôm nay. Đó là chuyện ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc, đưa về Hà Nội như thế nào. Và ông ta trong cái vụ bắt cóc này thì chính phủ Đức phản ứng ra sao với chính quyền Cộng sản Việt Nam? Thưa quý vị, thì như chúng ta đã nói chuyện một vài tuần trước, thưa quý vị, sau khi mà ông cựu giám đốc FBI, ông James Comey bị Tổng thống Trump đuổi việc, thì trước sau gì cũng sẽ có một cuộc hồi ký về cái chuyện này. Trước sau gì các nhà xuất bản Hoa Kỳ cũng sẽ mời ông James Comey. Đây là đang đấu nhau để lấy được cái bản quyền in cái cuốn hồi ký đó anh ạ. Và đúng như vậy Hương Giang, chính ngày hôm nay thứ tư, thì ông giám đốc FBI, cựu giám đốc FBI là ông James Comey đã đặt bút ký một cái hợp đồng xuất bản cuốn sách mà cái tựa đề hiện nay chưa có. Nhưng mà tôi kêu in a deal, in là mật, đặt bút xuống, ký một cái deal, một cái hợp đồng về xuất bản sách. Cuốn sách này sẽ được trình làng vào khoảng mùa xuân năm tới, có thể là không lâu lắm, thưa quý vị, khoảng chừng 6 tháng. Và ai là nhà xuất bản? Là nhà xuất bản, giám đốc của nhà xuất bản tên là Flatiron Books. Flatiron Books, họ đã giành được hợp đồng này. Và chính thức hiện nay ông ta bắt đầu chấp bút. Và cái đề tài để viết cuốn sách này là một cái sự lãnh đạo có đạo đức và tốt đẹp sẽ như thế nào, và làm sao mà ông ta có thể đi đến đưa ra những quyết định mà lành mạnh, đúng đắn. Thì đây là vấn đề mà chắc rằng ông sẽ tiết lộ nhiều chuyện liên quan đến cái việc mà bầu cử Hoa Kỳ năm 2016, liên quan đến việc lát các email của bà Hillary Clinton, liên quan đến cái việc mà cuộc điều tra của phía dân chủ, liên quan đến cái việc mà ông ta gặp gỡ ăn cơm tối với ông Trump, nói gì, liên quan đến nhiều việc, và chúng ta sẽ đọc chi tiết. Cuốn sách này nó có nói là Yet Unheard Anecdotes, là những chuyện mà chưa từng nghe. Những cái chuyện của quý vị nghe ông Comey đã điều trần tại Quốc hội ấy, thì chắc sẽ có, nhưng mà như vậy thì không có gì để mà bán sách nữa. Nó có cái, chưa có cái tựa, nhưng cái đề tài khi khai thác cái điều mà được cái nhà xuất bản Flatiron Books là họ marketing tiếp thị cho này là
những chuyện chưa hề được nghe. Wow, nghe hấp dẫn luôn vậy. Sẽ mua sách vội và đọc thuộc vội và dịch thuộc vội để gửi đến quý vị những câu chuyện chưa được nghe. Nhưng đó mà, là chuyện gì? Như Hương Nhan thắc mắc là liệu những cái thông tin mà ông James Comey đưa ra thì nó có xung đột với, hoặc là nó có những cái thông tin ra hiện dạ, nay gì? Dạ, thì cái đó là cái mà Hương Giang đang rất là tò mò. Và chắc chắn về mặt mà đường công danh sự nghiệp của ông Comey thì nó xuống, nhưng mà về mặt tài chính thì có vẻ đang lên ha nè. Dạ, thì một cuốn sách như vậy thì đâu có chuyện giỡn chơi được. Hương Giang phải tiền 3 triệu là tối thiểu, nó không cái, người ta không đưa cái số tiền mà hợp đồng để xuất bản sách này là bao nhiêu, nhưng mà phải nói là triệu trở lên. Thì một cái chuyện ngày hôm nay mà tất cả từ vài ba ngày nay dư luận trong nước cũng như hải ngoại và kể cả báo chí của Đức, và trong lúc chúng tôi thưa chuyện với tất cả quý vị vào trong yahoo.com thì quý vị cũng nghe, cũng đọc được bài viết trên tờ, bản tin trên tờ Yahoo nói về cái chuyện này. Đó là Cộng sản Việt Nam đã tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức áp tải về Việt Nam như thế nào? Nhưng mà Hương Giang thắc mắc là tại sao lại bắt cóc hả Nam? Tại vì hình như là giữa Việt Nam với Đức thì họ có một cái thỏa thuận về an ninh quốc phòng phải không anh? Cái câu đó, câu hỏi chưa vô chuyện mà cô đã nóng ruột để xem muốn nghe. Dạ, tại vì Hương Giang còn nóng ruột hơn cái vợ ở bên ngoài. Trước hết, từ chúng tôi đọc lại bài viết của cộng tác viên chúng tôi là anh Lê Ngọc Châu từ Đức Quốc. Quý vị lâu nay cũng biết rằng Lê Ngọc Châu làm cộng tác viên rất là nhiều năm của nhật báo Today tại Frankfurt, tại Đức Quốc, và anh ta tường trình khá nhiều về các tình hình diễn ra tại Âu Châu. Thì trong cái bài viết sáng nay anh gửi đến nhật báo Today thì như thế này, chúng tôi đọc cho quý vị nghe để quý vị biết được bên Đức nói cái gì. Và sau đó chúng tôi sẽ mời quý vị nghe cái chuyện liên quan đến bên Mỹ nói cái gì và bản tin quốc tế nói gì về vấn đề này. Cái chuyện này nhật báo Kali cũng khổ lắm, Hương Giang biết không? Thoạt đầu tiên đó, một cộng tác viên chúng tôi tại Việt Nam đã nhận cái tin từ báo chí trong nước và từ các cái Facebook, các cái trang mạng xã hội trong nước. Anh đã viết một cái bản tựa đề là Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú. Thì sau khi đưa bản tin lên link báo Kali com và trên nhật báo Kali Today thì chúng tôi thấy không phải chỉ anh ta mà cái tựa đề trông nhiều lắm. VOA cũng chạy Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, quay lại BBC cũng chạy Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, bao nhiêu trang mạng của hải ngoại cũng chạy cái tựa đề giống nhau, Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú. Tuy nhiên cái bước của chúng tôi là người quan sát từ Việt Nam, anh ta ngay lập tức gọi điện qua tòa soạn báo dừng lại bản tin đó để tôi bổ sung, thì thật lúc đó là đã đăng rồi và BBC, VOA cũng đã liên tục đưa rồi. Bởi vì thưa quý vị, chỉ vài tiếng hồ sau thì dư luận trong nước qua các trang mạng xã hội rộ lên cái tin là Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Trong mấy tiếng hồ từ ra đầu thú tới chuyện bị bắt cóc thì chúng ta chạy cái tin đó ngay lập tức. Và thưa quý vị, ngày hôm nay một vài ngày sau thì chúng tôi nhận được liên tục bản tin của anh Dương Hồng Anh từ Đức Quốc cũng cho biết rằng bị bắt cóc, và trích dẫn ngắn một vài câu ngắn ngủi về một vài cái đại ý tin tức chính của báo chí tại Đức vào sáng nay. Thì còn lúc sáng nay thì anh Lê Ngọc Châu lại từ Đức Quốc lại viết về sau khi tổng hợp các bản tin báo chí của Đức. Thì một cái chuyện như vậy đó, chúng ta thấy là làm báo thì đã cũng khổ như vậy, tin tức nó dồn dập và đưa tin dồn dập. Thưa quý vị, thì chúng ta đọc cho quý vị nghe bản tin của Lê Ngọc Châu nhé. Mặc dù có nghe tin này từ vài ngày qua, nhưng vì sự dày dặn tối thiểu nên tạm yên lặng để theo dõi. Hôm nay được biết đến hai tin nóng mới nhất đáng tin cậy, nên tôi chuyển ngữ danh tin nhật báo nổi tiếng của Đức là Die Welt của Bộ Ngoại giáo Đức để độc giả Kali Today biết. Đức đã lên tiếng rõ ràng là vụ bắt cóc công dân Việt trên đất Đức đã vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, nhận định liên quan đến lĩnh vực chính trị nói chung giữa Đức, Việt Nam qua chuyện lạ xảy ra ngay giữa thủ đô nước Đức như thế nào thì tùy quý vị nhận định. Một quan chức cũ của Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc ở giữa Berlin
bởi cơ quan mật vụ của nước Việt Nam, theo cáo buộc của Bộ Ngoại giao Đức. Và bây giờ, chính phủ Liên bang Đức đã trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam, mà trong bản tin của Yahoo đã trục xuất tùy viên báo chí của tòa đại sứ. Do đó, chính phủ liên bang đã đòi đại diện của các cơ quan tình báo Việt Nam tại đại sứ quán ở Berlin phải rời khỏi nước Đức trong vòng 48 giờ đồng hồ mà thôi. Chúng tôi chắc chắn rằng các bộ phận của nhà nước Việt Nam thực hiện vai trò trong những ngày gần đây mà chỉ có thể nhận xét với quan điểm về pháp luật hình sự, bắt cóc người, bắt cóc. Nguyên văn là tiếng Đức là Mädchenrob và tiếng Mỹ là Kidnapping. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Martin Schäfer nói tại Berlin. Chính phủ Liên bang Đức đã triệu tập đại sứ Việt Cộng vào ngày thứ ba, ghi chú thêm là ngày 1 tháng 8 năm 2017 và dành cho Đức quyền rút ra các hậu quả kế tiếp. Tức là không phải triệu tập đại sứ lên để mà cảnh cáo, trục xuất các viên chức ngoại giao trong vòng 48 tiếng đồng hồ và cho rằng cái quyền phán quyết cho hậu quả sắp tới đó là phía Đức ra cái quyền đó. Thưa quý vị, thủ tục tị nạn vẫn đang tiếp tục của Trịnh Xuân Thanh. Cảnh sát và công tố viên ở Berlin điều tra rằng Trịnh Xuân Thanh, năm nay 51 tuổi, một doanh nhân và cựu quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và một người khác bị cưỡng bức lôi vào một chiếc xe vào hôm 23 tháng 7 ngay tại vườn thú Tiergarten. Như vậy là Trịnh Xuân Thanh và một người khác đã bị, theo Yahoo, bị một nhóm người có vũ trang bắt áp tải vào chiếc xe và chở đi. Thì trên tờ báo Đức cho rằng bị cưỡng bức lôi vào một chiếc xe vào hôm 23 tháng 7 tại vườn thú, tại sở thú Tiergarten. Phát ngôn nhân cảnh sát là Winfried Wenzel đã nói đây là một trường hợp đầy nghi ngờ. Mà đúng ra chữ này phải dịch là đây là một trường hợp scandal. Thì một chữ nghi ngờ đó là scandalous. Một cái vụ mà đầy scandal. Trước đây thì báo TASS của Đức đã báo cáo, đã viết về sự kiện này. Theo Công an Việt Nam, thì cựu cán bộ đảng đã bị bắt tại quê nhà vào tối thứ hai. Cũng theo họ thì đương sự tự ra đầu thú với các cơ quan hành chính của Việt Nam. Ông Thanh, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị cáo buộc là người đứng đầu một công ty con của công ty dầu khí nhà nước và khí Petro Việt Nam, phải chịu trách nhiệm về sự tổn thất tương đương với khoảng 125 triệu đồng euro. Ông đã nộp đơn xin tị nạn ở Đức. Sự cứu xét vẫn còn đang tiếp tục. Một yêu cầu dẫn độ của Việt Nam vẫn chưa có quyết định thông qua, theo ông phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Safer đã nói như vậy. Một năm trước, ông Thanh đã bị lột ghế nghị sĩ, tức là lột ghế quốc hội của mình. Và sau đó, ông đã bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản. Đảng hiện nay tiến hành một cuộc chiến dịch chống tham nhũng. Thì, thưa quý vị, bên lề của cuộc họp thượng đỉnh G20, thì đại diện cao cấp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam một lần nữa đã bày tỏ yêu cầu với chính phủ Đức là dẫn độ công dân Việt Nam từ Đức về Việt Nam. Quốc vụ Khanh Markus Eder của Bộ Ngoại giao Đức ngày hôm qua đã nói trực tiếp đại sứ Việt Cộng biết rằng với tất cả sự rõ ràng và chính xác, ông cũng đã cho đại sứ Việt Cộng hiểu rõ rằng chính phủ liên bang đòi hỏi rằng ông Trịnh Xuân Thanh có thể quay trở lại Đức ngay lập tức để sau đó được yêu cầu dẫn độ và xét đơn xin tị nạn. Thưa quý vị, và theo đúng cái trình tự pháp lý, chúng phải bắt cóc kiểu này. Như một kết quả của sự kiện hoàn toàn không thể chấp nhận này, chúng tôi yêu cầu đại diện chính thức của các dịch vụ tình báo Việt Nam tại đại sứ quán Đức Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở Đức và yêu cầu họ rời khỏi Việt Nam, rời khỏi Đức trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Thưa quý vị, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Đức cũng lên tiếng về mối quan hệ Đức-Việt. Về mối quan hệ Đức-Việt, một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Đức cho biết hôm nay ngày 2 tháng 8 tại Berlin như sau. Sau khi bằng chứng đã được tích tụ lại và bây giờ không có nghi ngờ gì nữa về sự tham gia của các dịch vụ của Việt Nam và Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở Berlin trong vụ bắt cóc công dân Việt Nam ngay tại Berlin, quốc vụ khanh của Bộ Ngoại giao Đức là Markus Eberer đã triệu tập đại sứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hôm qua ngày 1 tháng 8. Vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh ở Đức là một trường hợp không pháp lệ, tức là không có tiền lệ, không phải pháp lệ, tức là không có tiền lệ, tức là chưa bao giờ xảy ra trường hợp như vậy trên đất nước và vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và pháp luật quốc tế.
Nhờ sự quan tâm của các quan thực thi pháp luật của Đức, hoạt động trên được đưa ra ánh sáng. Hiện tại nhà chức trách truy tố hình sự Berlin cũng đang tiếp tục điều tra. Thưa quý vị, theo phía Đức cho rằng, họ cho rằng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm tin tưởng nước Đức một cách tột bực, Thì qua đó chúng ta thấy rằng đến giờ này, theo cái thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức, phản ứng của Bộ Ngoại giao Đức và báo chí tại Đức ấy, thì cho thấy rằng cái vụ bắt cóc là từ ngày 23 tháng 7, khi ông Trịnh Xuân Thanh đang có mặt tại cái vườn sở thú của thành phố Berlin, thủ đô Berlin, và ông ta bị một toán mặc vụ công an có vũ trang của Việt Cộng nhảy vào bắt cóc, và thưa quý vị, và sau đó đưa đi và giải về Việt Nam. Làm sao để giải về Việt Nam vẫn là câu dấu hỏi chưa rõ. Nhưng mà nếu họ làm tại Đức như vậy thì họ có thể bắt, có thể tấn công vào Mỹ, tấn công vào các nước khác, bắt các nhà bất đồng ý kiến, bắt các cây bút khác để đem về Việt Nam xử tội không? Đó là cái chuyện mà anh em đang bàn tán. Thưa giáo muốn bổ sung thêm nữa, đó là phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Đức là ông Martin Schäfer. Ông cho biết là không nghi ngờ gì cái vai trò của Đại sứ quán Việt Nam và mật vụ đóng vai trò trong cái vụ bắt cóc này. Và cái việc này nó có thể làm tổn hại mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Và theo hãng Reuters cũng như là hãng Asian France Press cho biết là cái nhân viên ngoại giao, cái tùy viên báo chí của ở trong tòa trong tòa đại sứ Việt Nam bị Đức trục xuất là thực ra là một nhân viên tình báo của Việt Nam. Và thưa quý vị, thời gian của chúng tôi đã hết rồi. Nếu như mà quý vị có thời gian, hãy vào báo calitoday.com để đọc bản tin này chi tiết hơn, cụ thể hơn. Và ngoài bản tin mà cộng tác viên của báo Calitoday ở Đức thì chúng tôi cũng có những cái bài viết ở trong nước nữa, thưa quý vị. Báo calitoday.com. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị. Cảm ơn cô Hương Giang.